Hải Tú, nàng thơ của Sơn Tùng bị quay lưng, chỉ trích khắp nơi, hiện có cuộc sống ra sao? Kể từ sau khi trở thành talent dưới trướng công ty quản lý của Sơn Tùng, cái tên Hải Tú chưa bao giờ hết hot. Tháng 10 năm 2020, Hải Tú chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý của Sơn Tùng. Sau đó, cô được ra mắt với vai trò nữ diễn viên trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Hình tượng ngây thơ trong sáng có phần mong manh yếu đuối của Hải Tú khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và gọi cô biệt danh nàng thơ của Sơn Tùng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Hải Tú dính lùm xùm khi bỗng nhiên bị gọi tên vào ồn ào tình cảm của Sơn Tùng. Khi đó, Hải Tú đã phải tạm ở ẩn một thời gian dài. Nữ người mẫu không tham gia bất cứ sự kiện nào và cũng không hoạt động trên mạng xã hội. Mãi cho đến một năm gần đây, Hải Tú mới mở lòng hơn với thế giới ảo. Cô chia sẻ và cập nhật trạng thái sinh hoạt đời thường và nhận về nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Bên cạnh đó, nghi vấn tình cảm giữa Hải Tú và Sơn Tùng vẫn luôn được dân mạng đồn đoán. Nhiều lần, cộng đồng mạng phát hiện sự trùng hợp trong phong cách chụp ảnh, địa điểm, quần áo giữa Hải Tú và Sơn Tùng, đặc biệt là sau nhiều biến cố, cũng chỉ có Hải Tú vẫn còn trụ lại với công ty của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Mặc dù là nhân vật chính trong nghi vấn hẹn hò, nhưng Hải Tú và Sơn Tùng đều không đính chính hay phủ nhận.